Có những người người ta bệnh lên bờ xuống ruộng nằm đó vậy mà mấy năm không chết. Còn cái ông này hôm qua thấy ông đi ào 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 vậy mà ngủ đêm ngày mai chết queo, đúng không? Có mà. Nó xóm trên xóm dưới đi khỏe re, uống cà phê đi nhậu vậy mà tối ngủ chết queo nằm trong mùng. Chết queo luôn mà chết cái kiểu đó toàn là đa phần. Cái chết này là đọ nghe quý vị. Vì sao đọ phải không? Cái chết này là đầu trâu mặt ngựa đến. Đầu trâu mặt ngựa nó đến nó giặt. Ví dụ như cái đầu trâu mặt ngựa nó đến đi. Ở trong cái tâm thức mình, nửa đêm mình nghe đầu tối nó kéo. Dây đầu tối nó kéo. Sột sạc. Tự nhiên mình trong lòng tâm tư mình nghe, ủa cái gì mà nó kéo sột sạc dữ trời. Cái đầu trâu mặt ngựa nó đến nghe. Cái kiểu mà tham lam mà sống mà không có tâm tu hành, ác độc quý vị. Giàu mà ác, chết bất đắc kỳ tử. Chứ gọi là chết bất đắc kỳ tử quý vị hiểu chưa? Đang nằm ngủ gì tự nhiên ngủ kế bên vợ, bên chồng luôn. Tự nhiên sao mà cái cảnh giới là họ thấy nghe quý vị, họ thấy. Nó kéo là tối sột sạc đến. Bắt đầu là đầu trong mặt người nó đến, nó nói vậy nè. Ta đã đến đây rồi. Mình đang ngủ mê. Ta đã đến đây rồi. Mở mắt ra. Gì vậy? Đâu, quỷ sứ, đầu trong mặt ngựa nó lấy đầu tối, nó quấn vô cần cổ. Nó quấn vô nó kéo. Mà thật sự là nó quấn vô cái thân mình. Nhưng thật sự nó kéo cái hồn. Quấn vô thân nhưng kéo cái hồn. Lúc đó là bắt đầu là cái lúc mình đang còn sống mà nó quấn. Mà thấy cái tâm thức nó thấy rõ ràng là đầu trâu mặt ngựa thấy ghê rồi mình mới làm. Sao nó quấn vô cần cổ mình cái là lúc đó nó lấy cái hồn đi rồi. Bắt đầu là cái tay nó gì nè, tao cứng luôn. Sáng bắt đầu là vợ nhìn qua gặp kêu ông chết rồi hả ông? Tao sợ quá bỏ lết đi đâu có nổi đâu, bỏ lết con á, con ơi có chết hả? Chết rồi con ơi. Mấy đứa con là gì? Vậy mẹ mày nói gì? Ai chết? Chết hả? Cái miệng nó đớ quý vị. Sợ quá đớ cái miệng luôn đúng không? Sợ mà. Cái người không bình tĩnh nó gặp không bình tĩnh nó chết. Nó chết xong là đớ miệng luôn. Chết rồi trời ơi. Chết rồi. Mẹ bình tĩnh nói cái gì cái ai chết? Ba mày. Ba sao? Trời ơi chết rồi. Đứa con nó vô nó nhìn một cái nghe. Con nó chạy vô nó nhìn một cái. Nó cũng lết luôn. Ngoài đời là nó như vậy đó. Nó lết. Sợ dữ lắm mà gặp mà kia mà chết mà. Mắt cái trận trắng cái miệng hả ra cái lử le ra cái tai. Là có nghĩa là tôi không chịu theo đầu trong mặt ngựa. Tại sao bắt tôi thì sao đè bắt tôi. Nên thường chết cái người mà không tu là cái tai gì nè. Ghê chưa? Rồi bắt đầu là 2 tiếng sau cái môi nó đen lại hết. Mắt nó sạm lại. Bắt đầu da mặt nó trắng bệt vậy đó. Tự nhiên vô vừa nhìn một cái. Ôi trời ơi thằng. Trời, ông này chết thấy ghê trời. Ghê quá. Thấy chưa? Đây là đa phần đều đỏ tam đồ ác đạo hết. Các vị thấy chưa? Giàu đó. Giàu đó. Có nhiều tiền đó. Mà cuối cùng đó. Đi đỏ tam đồ ác đạo. Còn mình mỗi ngày niệm Phật. Mỗi ngày mình vui. Mỗi ngày an lạc. Biết bố thí cúng dường ăn chay. Không sanh. Tâm trạng vui vẻ an lạc, cái nhân thiện. Cái nhân thiện này thì tức khắc con người chúng ta sẽ thoải mái. Lúc mình bệnh đau muốn gì cực lạc. Mỗi ngày A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thấy không? Đi đứng nằm ngồi A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Đeo máy niệm Phật đâu tiêu cái máy rồi thôi. Quên đeo máy niệm Phật. Hiểu không? Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Bật điệu niệm Phật. Hiểu chưa? Rồi cầm máy bấm số đồ bấm. Hiểu chưa? Thường niệm Phật mà.
thì là chờ Phật đến rước. Buổi tối chuẩn bị ngủ là cứ dỗ dắt niệm Phật, chờ Phật đến rước. Sáng thức dậy là đời sướng có Phật hiệu niệm liền. Thì cặn tử nghiệp của mình ở như mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xong cái mình chính mình nghe thấy Phật A Di Đà đến rõ ràng luôn. Phật A Di Đà đến, mà Phật A Di Đà vừa đến một cái ngày phóng quang. Mà từ một con người mình yếu nghe mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chéo mình A Di Đà Phật, tỉnh liền nghe, tỉnh liền, con người nó định liền, nó giống nhất tâm mà nghe. Bắt đầu là mình thấy Phật A Di Đà đến một cái là tự nhiên cả cái hư không đều là tượng Di Đà, cả hư không là màu vàng, tượng Di Đà đầy hư không luôn. Hư không là tượng Di Đà không? Có nghĩa là tất cả những cái niệm loạn của mình đều mất sạch luôn. Khi Phật Di Đà đến là chúng ta chỉ có niệm A Di Đà Phật không, là tặng hư không đều là Di Đà. Cảm giác này bị sung sướng cái nào chưa? Là tất cả cái đau của thân mất sạch, không còn đau. Quá đặc biệt luôn. Cảm ứng đạo giao đúng không? Bắt đầu là nghe tự nhiên nghe ngài buông đài sen xuống. Cái mình nghe, mình thấy mình nhẹ nhàng lắm quý vị. Mọi người mình lúc đó như bóng vậy đó. Như bóng vậy đó nghe, bước lên. Bước lên đài sen. Cái tự nhiên vèo. Là mình về tới cực lạc liền. Thấy không? Cung sướng chưa? Mà cái người mà chết như vậy đó nghe, mặt ra. Mặt là sao kỳ quá chứ mà. Ok, mình cũng diễn chút xíu. Người ta thì nhắm mắt là nhìn đẹp, của mình nhắm mắt kỳ quá. Tại vì cả đời mình chồng ta cười nữa, mình chết cũng mắc cười nữa. Ta vừa nhìn nó, cậu tới thầy tao chết mắc cười quá. Chết vui ghê, thấy không? Đó là chết tốt. Chết mà tay chân vũ xuống nhẹ nhàng, thấy không? Vũ nhẹ gì? Nhẹ nhàng gì ha? Dở tay lên. Rồi bóp tay bóp chân. Trời, tay thầy nó mềm quá. Mềm như còn sống, thấy không? Nhìn đầu coi. Trời ơi, đầu thầy cũng mềm ghê luôn. Trời ơi, sao mà mềm quá, mềm luôn nghe. Còn gặp mà chết mà không tốt là gì nè? Vì là đời này nghe, còn trong đạo mà không tốt là nắm cõi ta bà không buông. Tại vì tu niệm Phật nhưng mà nắm ta bà không buông nên nắm chắc. Thấy chưa? Còn nếu mà mình giảng sanh ẻn đó, thấy chưa? Nhiều nhiễu là buông ta bà đó chứ. Đó, quý vị mày mốt chết rồi thì nhớ nghe. Hiểu không? Rồi mình gần chết mình còn biết sửa tướng nữa. Mình phải để cái tướng cho đẹp. Hiểu không? Mình gần chết mình sửa tướng chứ đừng có chết mà nằm. Rồi nói bà này giáng sanh mà sửa tướng kỳ cục quá. Đúng không? Mình nằm, mình gần chết mình nằm cho đàng hoàng nghe. Nằm đàng hoàng rồi mình duỗi tay rồi ra. Hiểu không? Đặng mình chết nó thấy chết tốt quá. Tính tâm gì bọc quá. Tính tâm niệm Phật, hiểu chưa? Có cái kiểu mà gần chết mà mình không chịu sửa tướng, mình nằm chết thì gan vậy luôn á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Rồi xong phải nhờ người ta sửa lại, thấy không? Đó, nên từ đó quý vị thấy những đức diễn đạt cho quý vị thấy là không tu chết làm gì, còn tu mà tu không tốt chết làm gì, còn tu mà tốt thấy chưa? Nhẹ nhàng nghe, người mềm mại sắc diện hồng hào, đó là cảm ứng Phật A Di Đà đến gia hộ. Đúng là cái cảm giác này rồi quý vị thấy nó hạnh phúc. Quá hạnh phúc. Quá hạnh phúc. Đi về đây mà nghe gì là giống như nắm một cái pháp. Giờ này lên đô. Pháp. Thấy không? Nắm một cái pháp. Để làm chi? Về áp dụng ở nhà. Lên đây tu có 4 ngày à. Về nhà phải tu. Chứ đừng có nói mà về nhà không tu, chỉ lợi đây tu. Về lợi đây tu thôi á. Chưa đủ. Về nhà có ngôi tam bảo, rồi mỗi ngày mình tu để con cháu nhìn tu theo. Bây giờ nó chưa tu, nhưng mình ông bà cha mẹ mình tu, sau này mình chết tốt. Trước khi chết mình đi thăm bà con chôm xóm, thăm xong về nói với mấy con cháu: mẹ sắp đi rồi. Hiểu chưa? Nó nói: mẹ đi đâu mẹ? Mẹ chuẩn bị về cực lạc đó. Nó chỉ dài nhỏ nhẹ nè. Sau cái mình nói: thôi được rồi,
mẹ đi tắm. Nó tưởng là bà đi tắm bình thường đúng không? Đi tắm xong bận áo chàng vô, đến tượng Phật mà mỗi ngày mình tu ở nhà, ngồi xuống nhắm mắt đi. Trời ơi, từ đó về sau mấy đứa con không tu, tu theo luôn, tu theo liền. Giống như câu chuyện mà đại sư Liên Trì Ngày kể rõ ràng luôn, bà già lão lúc chồng bà niệm Phật bà không niệm, chồng bà cứ niệm. Khi ông gần giáng sanh, ông đi thăm bà con dòng họ, xong về ông tắm, ông ngồi, ông đi tự tại luôn. Từ đó về sau bà niệm Phật liền. Đại sư Liên Trì hỏi vì sao bà mỗi ngày niệm Phật. Ngài hỏi như vậy, bà trả lời rằng ngày xưa chồng tôi còn sống mỗi ngày cứ niệm Phật, cứ thương niệm Phật, tôi không chịu niệm Phật theo. Khi ông ra đi, ông đi báo cho mọi người biết, ông về ông tắm, ngồi đi, tôi biết niệm Phật thù thắng. Từ đó về sau tôi niệm Phật. Thấy chưa? Rõ ràng không? Bây giờ khi người ta không niệm Phật, người ta kể người ta không niệm Phật, mình cứ niệm đi. Niệm làm sao mà mỗi ngày cái mặt cứ chữ mình cái ai gì đâu mà dùng cái thứ khùng chữ mà cũng cười. Muốn giảng sanh, muốn giảng sanh nên cười nha, muốn đọ thì chửi lại đi, cười mắc của cái ai gì đâu Phật, của đi thay người. Thấy chưa, tự nhiên cái tâm trạng mình cái gì cũng giải tỏa được hết quý vị. Của đi thay người, chồng mình bị người ta lấy, ôi của bao nhiêu năm cực khổ cứ giữ hoài, bây giờ vô hước cảm ơn chị. Hiểu không? Người ta, chồng người ta bị lấy, người ta rủ mấy đứa dữ dữ đi lỡ đánh ghen. Mình, nó lấy chồng mình mua trái cây bánh đếp. Cô nhỏ, vợ nhỏ sợ hú hồn quá cửa. Mình nói, chị ơi, mở cửa đi chị, khách đến. Không có đánh ghen đâu mà sợ, đến cảm ơn chị, cảm ơn rước cái cù loi nhiều chục năm. Đúng không? Nó rước cái cù loi nhiều chục năm, xài bao nhiêu năm nay rồi, không biết bỏ ở đâu, bây giờ hước giùm thì cảm ơn, nên mua mấy cái giỏ bánh với một giỏ trái cây nho Mỹ đến tặng chị. Cố gắng lo chồng em giùm em, đừng để nó về nhà nữa kia. Thấy chưa? Thì đây là ngon không? Quá đặc biệt. Tại sao không làm gì? Đánh ghen chi ạ? Đáng ta bỏ mình mà đi đánh ghen. Đánh ghen là dại, đừng có đánh. Nghe không? Cái cù lôi nó chạy đi tìm cái khác, mà mình còn đi lượm cù lôi ghẻ gì nữa. Bỏ đi. Hiểu không? Quý vị nghe thấy hay không? Mà thật sự các ông cũng chịu gì luôn nè. Đúng không các ông? Mình đã đi tu rồi mà mình làm vậy thì mình cũng chịu bị người ta nói gì là đúng. Đúng không? Còn bây giờ mình đưa tư tưởng cho phái nữ lên, người ta mạnh mẽ lên. Chứ không lẽ giờ người ta đi khổ mãi. Cứ là chồng đi sớm về muộn ở nhà, cứ là gì nè, 6 giờ mà sao chưa về, không biết. 6 giờ mà chưa về, đêm nay luôn mà 6 giờ mà chưa về. Cái gì đâu mà đi, chắc là cái tiệm nhỏ nào này. Rồi xong bắt đầu nó về, mặt mày bơ phờ, mình đứng mình nhìn. Nhìn từ đầu tới chân mình nhìn. Xong cởi áo ra thay đồ, xong mình vô mình ngửi, ngửi giải. Ngửi con có nghe mùi lạ lạ không? Thấy cái mùi lạ lạ. Để ghen chứ. Nó vừa về nó nằm mệt, nó nghỉ ngơi, xong vô hỏi, cái đêm nay đâu à? Nó đi công chuyện, làm ăn. Thấy mặt là biết đi đâu rồi. Xong á, chồng nói, bởi tao thấy tao về đây là tao mệt mỏi, tao nói thiệt, tao quá mệt mỏi. Tao lo kiếm tiền bạc nè, tiền nè, xài đi rồi được tao đi. Xách đồ đi tiếp tục nữa. Ê, đứng lại, đứng lại. Xong nó nói, được rồi mày, mệt mỏi quá, nuôi con cái thì tao đi. Đứng lại.
xong cái ngồi trong nhà giải có thuốc mà có đi cả ngày lại đi, bây giờ này nó mới gì nó đi nữa thấy chưa, là lỗi ông trùng ghen mà. Đầu cầm cái điện thoại lên, cầm điện thoại lên bấm 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 bấm. Chị ba hồi tối chồng em có qua bên đó ở bên nhà bên anh chị bên đó không? Dạ không. Tí tí hồi tối chú con có qua bển không tí? Dạ không. Bạn anh Tèo đó hả, hồi tối anh Tèo có bển không? Dạ không. Trời trời sao mà điện chỗ nào cũng không đi chứ. Điện tá lả binh. Rồi bắt đầu tiếp tục ngồi ở nhà gầu. Gầu bây giờ sao? Chồng nó đi suốt bây giờ sao đấy? À nãy nó đang đi, nó vừa đi xách cái xe Honda giọt theo, đua theo. Bắt đầu là nó chạy nhìn theo, đua theo canh. Bắt đầu nó ngừng xe lại, nó ăn hủ tiếu gõ. Cái đứng vô cái hẻm canh coi nó ăn với ai. Đất dài. Ăn giống leo xe chạy đứng chạy theo, đua theo. Đua theo nó vô đường hẻm, dẹo đường hẻm theo. Nó ngừng xe trước cửa nhà người ta, cứ đứng bên xa xa nhìn canh. Gình nó mới bị gình theo gình á, không biết có ai bị này không. Gình. Đó. Thấy không? Bắt đầu nghe tự nhiên nó có bồ nhí, nó ghé vô nhà bồ nhí. Nó số nhà 156. Đường gì không nói. Nói với bà dính ngay nhà người ta sao? Hiểu chưa? Thì bị biết rằng là bước vào bắt đầu để ý nghe, nhìn kìa con nhỏ đứng ra kìa. Lùng kìa, tròn trịa kìa, bước ra. Xong về nói với mấy chị em, chồng của tôi có vợ bé. Mấy chị em nghĩ sao? Này, quýnh. Gặp mấy bà không tu, quýnh. Được, chị em mình đúng là tình chị em không? Rồi, kiếm vũ khí đi. Đúng không, mỗi bà cầm chiếc guốc đi. Lợi kêu người ta ra quốc, ta tá lả âm binh. Hiểu chưa? Làm chuyện này là khờ lắm. Khờ lắm, mình biết niệm Phật rồi đúng không? Nghe ông thầy giảng rõ ràng đúng không? Gặp trường hợp này đúng không? À, sao anh? Cái gì nói đi anh? Nói đi. Cái gì nói đi. Sao cũng giải quyết được hết trơn á. Thầy dạy rồi. Sao cũng giải quyết được hết trơn á. Vợ chồng sống mấy năm nay rồi, có gì nói thẳng đi. Thương thương nói đại một tiếng đi, cho người ta tính. Thấy mặt ngầu là tôi bây giờ, tôi thấy giữa tôi với bà làm như hết tình cảm hay sao? Nên sống với bà thấy nặng nề quá. Là tôi giờ có người khác. Gì có người khác à? Tưởng đâu mình chạm thần kinh nữa. Chạm thần kinh. Bị cú sốc, chạm thần kinh. Nó tưởng đâu mình bị cú sốc, chạm thần kinh đúng không? Mình nói, Hoàng, ông đừng nên nghĩ tôi bị cú sốc chạm thần kinh nghe. Tôi mừng đó ông. Ông biết không, bao nhiêu năm nay tôi sống với ông, tôi cảm thấy tôi ngao ngán ông lắm mà. Nhưng không lẽ tôi làm người vợ mà tôi nói vậy thì mất mặt ông quá. Nên bây giờ ông vừa nói câu này cái tự tôi mừng quá ông ơi. Được rồi, ông cứ đi đâu ông đi, thấy không? Đó. Rồi ông muốn giấy tờ sao thì tự ông sắp xếp. Còn bây giờ con cái thì ông nuôi đứa nào ông nuôi, còn nếu không để cho tôi nuôi. Vậy nghe. Tự nhiên mình sao nó tự tại quá. Vì sao biết không? Vì cái thằng chồng nó không tu, nó gịch mình lại. Mình bay là nó gịch. Mình đi lễ qua 24 ngày mà. Nó gịch lại. Lễ được có 2 ngày gì. Thí dụ đi, còn bây giờ mà không có nó mình lễ luôn 4 ngày. Mà khoải chẳng mình gọi liên 3 ngày mình chơi chùa. Tự tại quá. Quá tự tại luôn đúng không? À, vậy đó thấy chưa? Vậy thì làm gì có cái chuyện đi đánh ghen? Không có cái chuyện đi đánh ghen. Thật sự mà nói đánh ghen là xưa rồi. Cái thời thế phát triển mà nói đánh ghen không có đâu. Xưa rồi. Thấy không? Nó tất cả các cô đây phái nữ rất là đông nghe. Những đứa hướng dẫn kỹ hết trơn rồi đó. Nó kỹ hết rồi đó. Nên cái bữa nay là cái buổi sáng 20 nghe, bữa thứ 3 nghe. Nói cái chuyện niệm Phật cảm ứng là cảm với Phật, đừng có cảm với chồng.
Mày cảm với vợ, cảm với nó cái chừng sốt á, không giỡn đâu. Nên cả đời mình cảm với Phật đi. Bây giờ là cái mạng truyền thông nó phát triển dữ lắm. Chùa của mình đúng là cái điểm chùa mà về cái việc mà trực tiếp này là mình nói chứ mình cũng chưa gành gì mấy. Những đức là nói về cái việc mà máy tính đồ này kia là những đức không biết. Rồi nói về điện thoại cảm ứng là không biết xài. Tại không có xài sao biết, hiểu không? Nên cái việc mà này là mấy anh em toàn là lọ mọ để học lớp từ từ. Thôi mà những đức thấy rằng cái gì cũng đi chậm mà chắc. Đi từng bước mà chắc. Thí dụ như chùa mình mà mấy chiếc máy quay phim này thôi nha quý vị, mà toàn là máy cũ từ xưa vậy những đức xài mà tính ra mà 7 năm giờ. Mà máy cũ là những đức mua, những đức nói là phải chọn cái mẫu máy này nè, cái hiệu này luôn. Xong cái nơi mà người ta bán máy người ta nói vậy nè: trời ơi máy này nó xưa muốn chết luôn mà sao cái ông thầy ông kỳ cục, ông lượm đòi mua máy cũ không đi chợ. Bây giờ người ta phát minh nhiều máy đặc biệt lắm thầy, ô mua máy mới đi. Nó hồng, tôi thích máy cũ. Tại vì sao? Một là màu nó phù hợp, rẻ quý vị, rất là rẻ. Một cái máy Wavin này có mười mấy triệu à, trong khi người ta mua cái máy Wavin mà có khi vài trăm triệu mà chưa chắc quay màu bằng cái máy này nghe. Lạ thế, cái máy này quay rất là rõ. Những đứa thích với thêm nữa là mấy anh em trong chùa mà mấy ổng không biết xài nhiều, nên ổng xài cái máy này quen rồi, đem gì là xài à, khỏi cần đi mò. Hiểu không? Mình đã quen rồi mình chụp là dính à. Nó bây giờ đi kêu đi mò là khó vô cùng. Mấy ông nghĩ đi. Nó nên á, cái gì mà nó quen á, mình chụp đâu dính đó là được. Còn cái kiểu mà tự nhiên đem cái thứ lạ gì mò đồ này mò đồ kia mà không được cái gì. Mấy ông chùa mình á, mấy ông khờ lắm, ông ngọn quá được. Nên những đức á, sắp xếp cho mấy ảnh cái loại quen, để mấy ảnh chụp đâu dính đó mà không mất thời gian nữa. Nó nên giống như cái nút chỗ nào là mấy ông bấm là dính à. Còn bây giờ mình đưa cái thứ lạ gì nó chuyển nút mà không bấm hoài bấm không dính đâu vào đâu. Mà chú mình thì không khờ mà, bấm đâu có được gì đâu. Như ông Tâm Nhiên á, mắt lờ mờ mà hỏi bấm bậy bạ. Bấm lộn ta lạ ở bình. Nên từ đó những đức thích mua một loại máy rồi quý vị. Đó, có nghĩa là tính những đức thích dùng cái gì mà được là những đức cứ dùng hoài. Giống như chùa mình mà cái lượng Phật tử quen quý vị là hình như đa phần là quen biết nhau không mà về chùa mà nghe chia sẻ Phật pháp cái sự ủng hộ á, cái sự mà nghe mà để đồng tông, cái tông mình nghe đồng tâm đồng tông á thì phù hợp, thấy không? Gặp mà ta lạ lạ ta nghe mình nói cái này người ta nghĩ ngợ đó nghe, mà mình nghe mình cũng nghĩ ngợ nữa mà nghĩ vui. Nghĩa là cái văn tự Việt Nam nó rất phong phú quý vị, hiểu không? Bấm chỗ này mà nó nghĩ bấm chỗ nọ. Hiểu không? Đó, nên nó nghĩ vậy đó mà nó tại vẫn thích. Thích như vậy đó. Nó nếu mà mình nói mà nó không có lạc quẻ đâu này, lạc quẻ đâu kia như la bàn vậy đó là người ta ngủ. Có nghĩa là người ta thích là nghe làm sao mà người ta thấy mà nó dễ nghe mà nó vui thì tự nhiên cái buổi sáng này ngồi được. Còn gặp mà lên đây mà sáng nay mà gặp mà lên đó nghe, như hồi tối là một số người quý vị khó ngủ. Tại vì nó quá đông, những đức đi một vòng những đức thấy rõ ràng mà. Sáng nay mà gặp mà những đức lên mà cái kiểu mà quý vị hồi tối thấy ngủ thì sao? Ngủ ngon không? Thầy thấy đi một vòng thấy quý vị nằm thấy tội nghiệp quá. Trong lòng thấy đau lòng vô cùng. Nghe kiểu đó nhưng mà gặp mà nói kiểu mà nói thiệt vậy đó thì bắt đầu mấy bạn ngồi chứ. Thôi đừng có đau lòng nữa, tôi chết được. Buồn ngủ quá trời buồn ngủ, đau lòng hoài. Đúng không? Tuy nói là nó có một cái tình cảm gì đó đặc biệt lắm quý vị, nhưng mà nó làm cho người ta nghe không có được, buồn ngủ. Đó, nhưng mà lên mình nói gì tự nhiên cười lên chút tỉnh vèo. Nhưng mà sáng mà như vậy quý vị, nó nạp quý vị một nguồn năng lượng tuyệt vời lắm á. Không giỡn đâu, nó hừng hực cái pháp vị. Đó, nên quý vị biết rằng đây gọi là niệm Phật cảm ứng nè. Thấy không?
Đó. Tại vì quý vị cảm những đức ứng. Đúng rõ ràng không? Cái cảm ứng này mới là cảm ứng đạo giao thật sự nè. Nó bây giờ mình nói cảm ứng với Phật Bồ Tát thì thật sự có nhưng mà mình không thấy. Còn cái việc mà quý vị cảm là quý vị thì thích nghe, những đức ứng lại là nói cho quý vị nghe đó. Cảm ứng xác thực luôn á. Đúng không? Đó. Rồi chương trình mà nói chuyện xong hết trơn rồi tự nhiên mình ra ngoài cái mình ra ngoài những cái đài quan âm đồ Phật rồi mình đi vòng vậy mình xá vào buổi sáng một cái. Rồi mình đi vòng vòng cái vườn hoa chút mình chở về mình lấy hộp cơm mình ăn ngon lắm. Tại vì nó cảm giác có nghĩa là nó thoải mái, nó mát mẻ cái buổi sáng này nè quý vị. Rồi tự nhiên có người mình nó sảng khoái, nó vui rồi xuống mình ăn cơm nó rất là ngon. Tại thời gian mình còn dài, từ giờ này mà cho tới 8 giờ rưỡi còn dài. Đó, nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nó còn thời gian, nó còn thời gian để mà mình nghỉ ngơi đồ nằm nghỉ đồ chút. Có nhiều cô nói chưa nghỉ được. Xong rồi thì bây giờ phải coi sắp xếp chỗ ngồi đồ để kiếm. Tiếp tục thầy ô nó cứ là quay quần suốt. Nó cứ là quay quần suốt luôn rồi đâu có thời gian nghỉ gì chứ. Xong rồi là ai đi nghỉ chứ đây coi. Chỗ ngồi đó thì sao rồi. Nên từ đó cứ quay quần để mấy bà đi ăn cơm trước đi để tôi. Cái nhớ tôi ở đây nghe. Rồi mấy bà ăn tranh thủ bà lên cho tôi thầy cho tôi đi ăn cơm kìa bà. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là không mà ví dụ như bây giờ nó gần sáng bên gì nó nghe nó thấy cũng vui quý vị. Không cái kiểu mà tốt phía sau thì cũng cười nhưng mà nó cười chưa có cười đến mức như mà nó gần sáng bên gì. Hiểu không? Nên mỗi một con người chúng ta quý vị biết đúng là cái nụ cười nghe. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hồi nãy những đức lên đây thấy quý vị niệm Phật đó. Nhưng mà thấy niệm sao ngộ lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, thấy rõ ràng luôn. Đứng nhìn chúng thấy niệm gì đâu mà niệm bà thì nghiêng đầu nghiêng cổ bà thì là niệm mà ngộ lắm chắp tay thì cái tay. Đuối gì ngộ ghê mà vậy mà nói chuyện xong cái mặt hồng hào lên liền. Không đúng là cái thế giới cực lạc mà phô diễn pháp âm là đúng mà. À nghe quý vị. Hình như là cái pháp âm nó giúp cho người ta tỉnh nghe quý vị. Mà phải nói làm sao nó vô cái tông người ta được á. À chứ gặp mà vô mà nói phá pháp mà tự nhiên nói đâu trên trời dưới biển là ở đây. Ngủ sạch chết hết trơn chứ không phải giận đâu nghe. Không những đứa ngồi đây mà những đứa nhìn xuống mà còn có một hai người. Mà cái kiểu mà mắc gì mà cười là cười ngộ lắm. Cái người mà tỉnh được họ cười là họ cười giống như họ cười vậy nghe. Còn cái người mà buồn ngủ quá mà cười cười theo cười gượng nữa. Cười cái mặt kỳ cục lắm kìa. Giống như nó không có thể nào phá cái tông cười ra được. Mà chọc cái người đó mà họ phá cái tông cười ra được là không đơn giản. Nó đột phá cái tâm á. Nên cái người mà buồn đi đến chùa mà họ hết buồn là phải. Tại vì cái âm hưởng cười của chùa mình là dữ quá. Nó đông người cười vậy. Ví dụ như một người cười mà cười với người buồn chưa cười được. Nhưng mà 10 người cười mà dưới một người buồn thì có thể mím mím. Mà ngàn người mà 5.000 người mà cười mà cái người buồn ở trong cái nhóm cười đó thì nhất định phải cười theo. Kéo luôn quý vị. À, đó. Nên cái người mà không vui là đi lại chùa mình mỗi tuần chủ nhật thứ bảy chùa mình. Rồi lễ vía Quan Âm là số 1. Đây là cái việc tu phước tu duyên số 1. Đó, thì thấy không? Sáng mà làm gì ở nhà mà mình cười được gì. Giỏi lắm những đức chỉ vị là đứng kế cái mặt kiến ở bị cười. Nhưng mà cười mà nếu ai đạt được cái trình độ mà cười mà nhìn mình mắc cười thì bị đạt rồi đó. Cười mà nhìn mình giống khùng á, rồi mình cười á, thì nó đạt. Ừ thiệt mà. Những đức nè, buổi sáng nè, thức dậy nè, những đức niệm Phật vài câu xong những đức nhìn ngay tấm gương những đức cười. Cười xong những đức mới nói mày khùng.
rồi càng nói mình khùng, rồi mình mắc cười vì mình khùng, rồi là lúc đó đạt cười liền, là cười thiệt luôn. Còn nếu như không là chỉ là nhưng mà mình phải nhìn mình, nghe mình nhìn mình cái mình nói mày khôn, cái nào mình chỉ mà kiến, mà kiến nó chỉ ngược mình là mày khùng. Mình nói ủa cuối cùng hai là một vậy là mày khùng, cái tự nhiên nó mắc cười quý vị, cười thiệt luôn à. Từ cái cười giả mà thành cười thiệt nghe, quý vị nhớ nghe, có những cái trong cái cuộc đời này từ giả nó thành thật ấy. Ban đầu thì mình cười cười không có cảm giác đâu, nhưng mà cười viết cười thiệt luôn. Giống như ban đầu mình mới đi học mình viết chữ, mà thật sự mà nói viết mà nó còn chữ cờ chữ o viết còn nó còn không được mà. Vậy mà mình viết quen từ từ mình viết rẹt rẹt đúng chưa? Nên con người ta phải tầm tập phát nguồn từ đâu, cái điểm nào phát nguồn đi đến mục tiêu. Ví dụ như bây giờ mình chưa niệm Phật nhiều, mình phát nguồn từ ban đầu niệm một câu Phật hiệu, rồi từ từ 10 câu, từ từ 100 câu, 1000 câu, từ từ nó tiến đến. Có người buồn quá ít bao giờ cười thì mình phải tập cười từ từ. Mà cái người mà không bao giờ cười, nghĩa vì họ cười lạ lắm, chứ không phải người mà thường cười. Ví dụ như cái người mà ít bao giờ cười là thường họ cười, giống như lỡ gốc lỡ cười như vậy. Còn cái người mà cười quen á thấy chưa, họ cười quen á là họ đề xuống là họ cười liền, thiệt liền à. Còn cái người mà thường mà ít cười là trong cái nhóm cười này họ làm nè, họ cười mà giật môi bên nè quý vị, đúng không, ngộ vậy đó. Đó là lỡ khóc lỡ cười, lỡ khóc lỡ cười mà kìa cái câu kia kìa. Dạ buổi sáng tôi bắt cười thiệt. Có nhiều bà mới nhìn mình, bà mới gán nhìn mình lùm lùm, nhìn mình làm mọc mới làm nè. Nhìn xuống thấy ghê lắm. Một chút nhiều bạn ở trong trắng không nha. Đúng là kinh khủng thiệt chứ. Ông đơn giản kìa. Nó thiếu ngủ một cái là con người đó, người đó bằng thằng quý vị ô. Nó nên á, nên từ nơi đó mà phải cần nạp năng lượng. Thiếu ngủ là thiếu năng lượng đó, hiểu không? Mà bây giờ buổi sáng mà vô mà nạp năng lượng vô, bơm năng lượng nha. Cái bình này mấy ngày nay nó bị thiếu điện. Hiểu không? Bây giờ phải cần mà gọi là cái bình to để mà truyền điện qua cái bình nhỏ này. Truyền điện. Buổi sáng mà chọc cười kiểu này nè nghe. Bởi vì thấy nó phơi phới cả ngày này. Nhớ nghe, à. Bởi vì thấy rõ ràng mà bữa nay là ngày thứ 3 đúng không? Sáng nào quý vị cũng cười quá trời đúng không? À, nghĩa là sáng nào cũng cười, cười nhiều. Mà ở nhà dễ gì? Có đâu. À, nên những đức nói quý vị đến đây là rất hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng hạnh phúc. Đúng không? Giống như những đức mà chia sẻ bầu pháp ngày chủ nhật ở dưới có cái cô này. Mà cô làm mình cũng vui giảng lắm nha quý vị. Như Đức giảng mấy cái đoạn mà cái ghê cái mặt trên kênh. Cái mặt như Đức thì nó không dữ sao? Mặt không dữ. Cái giảng những đoạn mà giống như mà gắt gắt một chút à. Như Đức giảng là dùng cái tay gì lắm quý vị. Mấy cái tay này nó kỳ kỳ cục ghê. Cái nhiều cô cũng nói là thầy giảng thì đừng có dùng cái tay gì. Thì dùng cái tay gì mà thầy chỉ nghe con sợ quá à. Kỳ cục ghê. Nói tại cái này là cái bệnh, không biết cái bệnh từ từ thở nào. Không biết từ xưa tới giờ biết nói sao kìa, cũng thường gì đâu. Người ta mấy ông thầy giảng pháp thì người ta chỉ nhẹ nhẹ đúng không? Chỉ nhẹ để người ta làm nền, để người ta giảng thôi đúng không? Cùng mình chơi giống như củ âm bạch cốt chảo mà chơi ha. Chơi mà chụp với cái bà kia, bà ngồi dưới mới làm nè. Làm mình cũng vui giảng quý vị. Rồi mình giảng đoạn gắt đó làm nè. Sao vậy đó? Tự nhiên mình trên vậy mà mình vui giảng đó quý vị. Thì ra rõ ràng quý vị nó cảm ứng nghe. Nó cảm ứng với nhau quá chứ không phải giỡn đâu nghe. Thật sự mà nói nó không có cái vàng quý vị. Nhưng Đức giảng pháp nó cũng không có thể nào mà sơm gì đâu quý vị. Nó sẽ như thế nào, nó lạc lạc làm sao á. Mà gặp là những Đức nói chuyện vui trên đây gì mà quý vị dưới quý vị làm nè.
Thì giảng nổi không? Mình giảng ở trên đây mà ở dưới đài mình nè. Ở dưới nguyên một cái giàn này họ nhìn mình làm. Thôi, hiểu quá rồi. Cự gì mà cự. Thấy không? Là tự nhiên giảng không được nha quý vị. Là tự nhiên mình đơ liền. Mình chuẩn bị đi xuống đi về. Giỡn đâu nghe à, mà nhờ mình nói mà người ta vui được. Là tự nhiên mình giảng, mình vui, mình thích, mình thích giảng. Đó, nên từ nơi đó rõ ràng là cái cảm ứng. Cái cảm ứng là chính chúng ta là những người niệm Phật, những người niệm Bồ Tát cùng gặp nhau. Đây là một cái nhân duyên mà mình đã từng phát cái nguyện. Không giỡn đâu nghe. Cái nhân duyên mà mình đã từng phát cái nguyện. Ví dụ trong một đời kiếp nào đi, chúng ta đã từng phát nguyện. Bất cứ lúc nào thầy đi đến chỗ nào, chúng con sẽ đến ủng hộ đạo tràng. Phát cái nguyện rồi đó nghe quý vị, không giỡn đâu. Đó. Rồi xong á, những đức cũng nói rằng chừng nào các kêu đi đến đâu thì tôi cũng đến ủng hộ đạo tràng. À, không giỡn đâu nghe quý vị, có nghĩa là mình đã từng phát cái nguyện rồi. Nên bây giờ là tự nhiên mình đi đến đâu là tự nhiên có một vạn người rất đông đi đến đó. Giống như thầy mà trên Đà Lạt lúc trước những đức nói mà, thầy đi đâu là tự nhiên có một lượng người cực kỳ đông đến chỗ đó. Vậy đó. Mà ngộ là cái người mà dạng tịnh độ nghe quý vị, như Hòa Thượng Tịnh Không duyên cũng cực kỳ dày luôn, mà hoan hỷ lắm. Đúng rõ ràng cái pháp môn tịnh độ này tu nghe, nếu cái người mà tu tịnh độ mà cái người mà không hoạt bát vui á, sống động là không phải tu tịnh độ. Không phải tu tịnh độ, nói thiệt á. Thấy đa phần luôn. Mà đa phần cái người tu tịnh độ là toàn cái người dễ tin. À, dễ tin. Rõ ràng vậy là âm hưởng Phật A-di-đà là một vị có duyên và vị có phước và người dễ tin. Phật A-di-đà dễ tin, chắc chắn luôn. Đó. Ngài chỉ đưa ra điều kiện rất đơn giản, đó là niệm ngày ngày rước à. Chỉ cần niệm danh hiệu ngày ngày rước. Có người này có từng tạo nghiệp cỡ nào nhưng chỉ cần muốn gì cực lạc mà niệm danh hiệu của ngài là ngày rước. Thấy không? Thì mỗi một con người chúng ta ở đây nghe hay khắp nơi nghe, quý vị đều có sự tự tin rằng bản thân mình sẽ được về cực lạc. Nhất định mình sẽ được về cực lạc. Luôn luôn cứ nuôi cái tâm này đi quý vị. Cứ nuôi cái tâm này đi. Làm ăn việc gì, làm vợ, làm chồng gì. Nhưng mà mình cứ nuôi cái tâm là mỗi ngày niệm Phật. Nhất định một ngày nào Phật A-di-đà sẽ đến trước con về cực lạc. Cứ là nuôi cái tâm như vậy mà sống thì tức khắc mỗi ngày bị vui lắm. Tại vì tương lai mình được về cực lạc. Nên ở đây mình có khổ cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng nghĩ tương lai mình được về cực lạc. Cái tâm này này nó mới vui nè. Rồi lỡ mình bị ung thư, bệnh này bệnh kia, mình nói mình về cực lạc. Đó. Đúng không? Thì tự nhiên cái bệnh tình đó mình nói sắp sửa về cực lạc. Mình nói với mình sắp về rồi. Đó. Vậy thì đâu có cái chuyện đi tìm bác sĩ cái này kia chị tá lả binh. Hiểu không? Bây giờ mình sắp sửa về cực lạc rồi. Mình mỗi ngày phát nguyện niệm Phật về cực lạc mà. Bác sĩ vừa nói mình: cô ơi, cô bị ung thư. Chú bị ung thư rồi chú. Cái gì? Cô chú bình tĩnh. Bình tĩnh, đừng căng thẳng quá. Không có căng thẳng. Vui. Vui mà. Trời ơi. Bác sĩ nói: trời ơi, đừng bắn lộn quá, chạm thần kinh rồi phải không? Vui mà. Bước ra khỏi trạm xá, bước ra khỏi bệnh viện đi cừ. Trời ơi, vui mà, làm gì đâu căng thẳng thần kinh. Đã phát nguyện lâu rồi, muốn về cực lạc, mà bây giờ ung thư đến, có nghĩa là kêu cố gắng niệm thêm nữa đi, sắp về rồi. Đúng không? Đó. Cái cảm giác đó đó, thọ mạng mà chưa hết là tiêu nghiệp, hết bệnh cảm ứng. Thọ mạng mà hết Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Tội hai con đường này đúng là hai con đường số 1. Ờ, à, phải không? Thọ mạng còn, tiêu nghiệp hết bệnh. Mình thấy rõ ràng trong cái cuộc đời này mình sống, mình thấy rõ ràng mà. Để cuối cuộc đời mình hẹn gặp ở cực lạc nghe. A Di Đà vợ. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.